tháng 6, 2020, Đài Tiếng Nói Vì Dân cùng Trương Yến thực hiện với dân oan ba miền chúng tôi đến đi giữa lòng Ba Đình, Hà Nội để đòi cầm lý, đòi nhà cầm quyền Đảng Cộng sản cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản nhân dân Việt Nam chúng tôi quá tàn nhẫn. Nhân dân Việt Nam chúng tôi quá khổ sở, quá khổ, cơm không có ăn, nhà không có ở. Cơm không có ăn, nhà không có ở. Dân chúng tôi cứ tá túc cho tới Hà Nội này, mượn vỉa hè tại chỗ tiếp dân trung ương Ngô Thị Nhậm để mà tự nương tựa sống qua ngày, đi đòi công lý nhà cầm quyền Đảng Cộng sản để cướp sạch, cướp không còn cái gì hết. Nên nổi cái áo cái quần nó cũng cướp, nó đem vợ con nó mà không được đây nó đốt. Đem nó đốt. Nếu chẳng hạn như nhà tôi mất có 3 giờ sáng nó vô nó đập nhà, đập cửa, nó cưa cây, cưa đồ cây cổ thụ ông ngày xưa để lại. Mà vô nó cây nó cưa hết nhà cửa tàn đồ đạc tài sản cho gia đình chúng tôi, nó đem nó điên giờ xả hết. Thì cái này, cái chế độ này nó quá thối nát rồi. Tàn bạo với dân, hèn với giặc, ác với dân. Toàn để cướp tài, anh cướp con dân không dối đi ra trường, ra kia đảo, xa đường xa, hòn xa kia. Gọi là anh hùng, có lương ăn. Còn ở đây cái đàn áp dân mà sao lại cấp lương cho bọn này ăn. Cái đàn áp dân mà tại sao cấp lương? Tại sao ngày xưa tôi đi mình đánh giặc, đánh đồ đây đi cướp chính quyền sao nó không cấp có lương? Là ngày nay cái đàn áp dân thế này là tại sao là ông có lương ông Trọng? Hử? Nó đàn áp như vậy mà sao ông cấp lương nó? Hử? Ngày xưa dân chúng tôi là cũng đi theo Cộng sản, ta đời Cộng sản mà sao là không có lương, mà nay là nó đàn áp như dân thế này, nó đứng không đàn áp dân mà cấp lương cho nó anh? Hử? Uống thiệt lương cho nhân dân chúng tôi vậy? Nhân dân chúng tôi lòng lương nhân dân toát mồ hôi nước mắt, cơm lộn như nước mắt, cơm lộn như mồ hôi, làm cái đồng nào đóng góp được lương, đóng góp lương cho các người, để cấp cho công an anh đàn áp nhân dân chúng tôi như thế này. Công an gì nước quanh thân hay là công an gì vì đồng tiền mà đàn áp dân chúng tôi như thế này? Dân chúng tôi đứng đây là kêu gọi cái thằng anh cướp, cái thằng tham nhũng, ai là người tham nhũng chính đảng dân Đảng Cộng sản, các tỉnh này cướp đất tham nhũng. Mà tại sao ông không xử lý? Hơn ông Nguyễn Phú Trọng, ông không xử lý những người đó mà để nhân dân chúng tôi khổ sở như thế này. Toàn bộ này đi cướp của dân. Dân chúng tôi là bị đàn áp quá nhiều rồi. Dân chúng tôi quá khổ rồi, bấy chục năm nay. Dân chúng tôi hết tiền, hết bạc rồi. Không còn gì nữa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông ra đây, ông ra đây, ông dòm, ông chấm con mắt lên, ông dòm nhân dân chúng tôi đây. Ông đừng để nhà cao cửa rộng, ông đừng để mà nhân dân chúng tôi như vậy. Ông làm nhà cao cửa rộng ở đâu? Làm chi? Mà để nhân dân chúng tôi thế này. Dân quan chúng tôi thì có con em đi ra trường xa hòn xa kia để bảo vệ đất nước. Tôi dân nghèo lại mới đưa con em đây, còn cái dân giàu nó mua quyền mua đất. Qua nước Mỹ hết rồi, con nó mua quyền nông chắc nó mang tiền đi nước khác nó sống, còn con em chúng tôi nghèo khổ mới đi được bảo vệ được đất nước. Gia đình nhà tôi có mấy người đi ra được đường xa hòn xa rồi hả? Đi làm nghĩa vụ là ai vô lại người thấy dân nghèo đi làm nghĩa vụ không, đi nghĩa vụ không, còn cái dân giàu nó mang tiền mang bạc đi nước ngoài nó sống. Ông cái vô trạng đất nước nó về đâu, cái trong sạch hay không? Hiện người giặc mà ác với dân, thấy giặc là thách giết chạy, còn dân như vậy là đàn áp. Dối ra kia, bay ra bên đó trường xa hồn xa mới gọi là anh hùng, còn bọn bay ở đây đàn áp dân chúng tôi, dân nghèo, dân khổ, dân mất đất, dân nhà, dân oan, cái lỗi bay lỗi không lỗi điên, đừng có đứng đây chi nữa.
Cả một cái thế hệ, cả một cái chế độ tổng bộ lại đi cướp. Ngày lâu nói chuyện lãnh lương thôi. Dân đôi cướp đôi dân mới ra đã tới đây, còn dân cũng giàu có cho dân chúng tôi đâu có khi nghèo khổ. Mấy chục năm nay phải nghèo chứ. Mấy chục năm nay các người ăn cướp mới giàu có rồi. Mang đưa tiền của nước con nó mang nước ngoài hết rồi. Còn dân chúng tôi là mồ hôi lộn nước mắt. Cơm thì lộn mồ hôi, cũng ráng nuốt. Các người ở như vậy các người mồ hôi có chịu nắm được được không? Mà dân chúng tôi thì ở vỉa hè, xa chợ, nắng lên là mồ hôi nó cứ chảy ra. Để nó dân Bình Định như tôi, nó dân Bình Định nè. Chính quyền Bình Định là ta, quyền Bình Định là cái ăn cướp. Chuyên môn là cướp, cướp giật không. Cán bộ tỉnh Bình Định hồ quốc giống là ăn cướp phải không? Có dân không? Chính đà tôi hy sinh cho đất nước, bản thân tôi hy sinh mồ hôi đất nước, thì mảnh đất tôi hy sinh cho đất nước, làm cái gì cho lợi ích quốc gia. Thì tôi đi cái lực việc làm. Cái này đem cướp của tôi 4 giờ sáng đi cướp, thân lâu bán nền, lấy tiền lợi ích cả nhóm. Giờ nó hộp ở đâu chứ không hay hộp Bắc Hội hả? Đây Quốc Hội trốn dân đi. Quốc Hội trốn dân đi. Quốc Hội trốn dân ơi. Chạy ra Quốc Hội trốn dân luôn. Quốc Hội đây trốn dân. Quốc Hội đâu hộp đâu trong kia này, mấy người được kéo vô hết trong kia đi. Đã đã tội phạm tỉnh Bình Định đi họp Quốc Hội trốn dân. Nói chung là mà giờ bà con mình kéo xuống hết đi. Hèn với giặc Quốc Hội mà đi họp mà chung cái lỗ. Chung cái lỗ chết mà đi. Là đại biểu Quốc Hội làm gì? Đi ngồi đây anh dân thà đi bộ nó có danh dự hơn. Cán bộ mà đi trên xe. Đi xe. Ngồi nhà cao cửa rộng là đi họp Quốc Hội đừng có nghĩa lý gì. Mất cái danh dự, mất cái phẩm chất một người cán bộ. Cán bộ mà đi cướp của dân vậy. Một người đáng dân, đáng cộng sản mà đi cướp của dân. Quốc Hội anh cướp. Đại biểu Quốc Hội tên Bình Định anh cướp. Đại biểu Quốc Hội tên Bình Định anh cướp. Đại biểu Quốc Hội tên Bình Định anh cướp. Đại biểu Quốc Hội tên Bình Định anh cướp. Cái lũ bè lũ tay sai của Bình Định anh cướp. Anh cướp Bình Định anh cướp. Anh cướp tên Bình Định anh cướp. Anh Bình Định mới xuống 19 đây. Sao đã đi ở đây đi ra là xin lên. Dạ đã đi về á, anh đi về đấy. Tính Bình Định đi cướp. Cán bộ đảng viên đảng cộng sản tính Bình Định toàn bộ đi cướp của dân. Chủ tịch tính Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đi cướp. Toàn bộ đảng viên đảng cộng sản là cướp. Đi cướp của dân. Là hối lộ của dân không thôi. Bao nhiêu đời Quốc Hội rồi, dân chúng tôi đã bắt đặt mặt nhà bao nhiêu đời Quốc Hội rồi, hình như Quốc Hội là đại biểu Quốc Hội mù đuôi điếc cho nên không thấy không nghe, làm bộ da tù da tay lôi mặt điếc giả mù. Để đi ngang sồi sồi như thế này đau đã cái đáng gì của viên đảng cộng sản đi cướp. Mà tại sao là ông thủ tướng là Nguyễn Xuân Phúc làm ngơ trong chúng tôi, Ba Hồng Mỹ viết Nguyễn Phú Trọng, tại sao để dân chúng tôi như thế này?
dân chúng tôi đánh mất cuối cùng là tuột quần đi đây như vậy nữa chứ qua. Dân chúng tôi chỉ có lẽ cái sẵn sàng như vậy. Nếu là không giải quyết người thật việc thật thì chúng tôi phải làm như vậy. Đánh mất đừng cùng rồi. Dân chúng tôi lớn tuổi già hết rồi, không ra trời dân chúng tôi phải tuột quần đi như vậy đây. Đây xe ông Phúc ấy, xe ông Phúc ấy, xe ông Phúc ấy. Trong đây đang bởi đại biểu quốc hội mà trung chui cái lỗ chó đây. Đại biểu quốc hội chui cái lỗ chó đây, không có danh dự nào ngồi trên xe làm chay. Xuống xe hết đây, xuống xe đây. Đại biểu quốc hội không danh dự đâu, nhục nhà lên, nhục nhà lên. Cái đại biểu quốc hội nhục nhà lên, không danh dự đâu, không danh dự gì đâu. Nhục nhà xuống đây, xuống lâu đằng lâu ngoài đây, xuống xuống nữa đít bò đây, đít chó đây, không danh dự đâu. Dân chúng tôi xin mặt cờ đó, không danh dự đâu. Đại biểu quốc hội là xuống dưới đất đây, rửa đít chó đi, rửa lồng bò đây. Để dân khổ sở như thế này mà ra cái đứng đàn áp, cho khổ một người dân để đàn áp, đánh đập một người dân. Thôi các người đi, các người ăn cơm của dân hết đây, toàn bộ dân đóng góp cho các người ăn. Tại sao? Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Công an của nhân dân chứ phải công an của cán bộ ăn cướp. Không phải là công an của kẻ ăn cướp. Nếu công an của kẻ ăn cướp thì nhân chúng tôi không làm như vậy, không ra đứng dậy. Công an của nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Công an của nhân dân mà, công an của nhân dân mà, làm trong lòng dân ra mà. Ông Tô Lâm ông nói là bên trong lòng dân mình ra, thì tất nhiên mình bảo vệ cho dân. Mà tại sao cái dân cái đàn áp dân chúng tôi như vậy? Thì tôi yêu cầu ông Tô Lâm cái vào cuộc điều tra, nếu dân sai thì chặt đầu ngang chỗ này, chỗ ngã xấu này. Thùng thình cán bộ ra thì bắn đầu ngay ngã xấu này luôn, bắn ngã xấu này luôn, bắn luôn, không để cái thằng chó nào hết, cái thằng nào cũng tham nhũng từ cấp dưới gặp lên bắn luôn. Nếu bắn không được để dân tôi ra chặt đầu, còn dân tôi sai cái chặt đầu, thằng nào sai cái chặt đầu hết. Đồ chó, quốc hội mù nhìn, quốc hội toàn là bộ nhìn mù, quốc hội mù, đại biểu quốc hội mù. Quốc hội mù ra rồi, nó đuôi hết rồi. Không có thằng nào mà mơ mắt đâu đâu. Nó ăn ngập mặt nó mù, nó đuôi hết rồi. Đá quốc hội bầu nhân. Đá quốc hội bầu nhân. Đá đại biểu quốc hội bầu nhân. Năm nào cũng quốc hội dân thì dân thì không có ăn. Dân chúng tôi thì mồ hôi nước mắt. Nước mắt lộn với cái cơm. Mồ hôi thì nhíu xuống dưới chân con cũng nuốt. Mà cán bộ đi họp làm gì? Đi họp làm gì mà đi họp thì không có đất chỗ nào đi bộ chỗ nấy. Dân có tiền chỗ đâu đi bộ. Mà cha quốc hội bù nhìn. Cũng đi mẹ mà quốc hội bù nhìn. Cái tính bình định bù nhìn. Quốc hội tên bình định bù nhìn. Thầy Ngô Quốc Dũng bù nhìn. Thầy Ngô Quốc Dũng quốc dũng chủ tịch tình hình đó. Giờ đến lên lồng chó đây. Giờ đến lên lồng vợ ra đây. Đừng có làm chủ tịch nữa. Ngu quá. Nó thất học rồi. Nhưng thằng đó nó thất học. Toàn bộ là cái thằng mà bà chủ tịch mà đi cướp của dân nó thất học hết. Làm cán bộ bây giờ toàn mua bằng mua đấy không à. Nó mua bằng không thế sao? Bằng thì cứ như mình
cái bố bên mua cấp thằng đã làm cán bộ không mà hả? Còn ông Trọng mà thì nó báo cáo lên nó cũng nên là giải quyết rồi nè, ấy rồi nè, không có cái gì hết, cũng nghe lời ông cũng Trọng, ông làm người tổng bí thư là ông cũng được. Nó không nhìn được mà nhìn như vậy. Bây giờ cán bộ là thằng này thằng nói là ngất ngu, mà dân chúng tôi là không có nhà ở, không có công ăn, dân chúng tôi quá đói khổ. Nếu dân chúng tôi không nhờ anh em cộng đồng dân cá nước thì dân chúng tôi chắc như là sẽ chết, chắc chắn là chết. Bởi vì nó trước con đường là không cho, mà dân tôi không có đường tiền đi kiện nữa, mà không có tiền đi kiện là nó trước con đường là dân chúng tôi phải bỏ cuộc. Cái chó độc là thối nát mà. Nó nói nhà tôi, nó động viên con tôi đừng đưa tiền cho con tôi đây nữa. Tôi đây nữa mà. Ở đây chưa giải quyết 90 năm hết tiền vợ chồng là cãi lộn, sinh chuyện năm gia đình. Cái chó độc khốn nạn không? Nó triệt gia đình tôi, nó không cho con tôi đưa tiền cho tiền tôi đi. Mà nó triệt, nó không cho tôi đi vay tiền vay bạc đấy. Ông Thủ tướng đấy. Đó, Thủ tướng chúng ta quay vô đấy. Thành Thủ tướng là cái thành là mất hết. Thành mất hết, không thấy đường. Bây giờ tiền đô ở đâu rồi hả? Tới ở đâu là nó đang rõ liền. Nó ngân cái mặt liền, không có, nó cứ gập cái mặt đó là hiếp ở đó, không thấy gì hết á. Tiền đô nước ngoài giờ nó sẵn hả? Còn dân chúng tôi như thế này, đấy, đối khổ như thế này là coi nhân nhanh nhắm mắt. Nó gục mặt ở dưới là dưa hát nó đi. Đến dân đến kỳ mà dân chúng tôi ha, bốc xúc mà dân chúng tôi cố gần đây, nó dân chúng tôi là coi như ấy. Mình đi ra này, mình công an bảo vệ này, mình to lớn, đủ sức mạnh bạo kìa. Mình mạnh bạo kìa, mình đi ra mình bảo vệ đất nước đây. Hả? Mình bảo vệ đất nước mà gọi là anh hùng chứ. Mình đứng đây mình báo vệ là cái thể cái đảng ăn cướp. Ninh Thuận hả? Mình 19 Cần Thơ với mình một xe. Coi như bây giờ cán bộ gì nữa, cán ăn cướp, toàn đáng ăn cướp, đáng đi cướp của dân mà cô bộ gì? Đáng cướp. Tiền, ở đây không có kêu cán bộ, cán rửa gì nữa hết đấy. Kêu thằng đáng ăn cướp. Đáng cầm quyền, cầm tiền không mà, đáng ăn cướp không mà. Đáng cầm quyền. Đủ thứ đây, công an này, anh hại nè, công an đã đi nhiều chừng nào hại đất nước chừng nói nè, công an nhiều chừng nào hại đất nước chừng nói nè, hại anh hại đất nước, không có lên xe. Anh cướp cái bọn bành trướng, anh cướp bành trướng cái đảng cộng sản, anh cướp. Đây là bởi bay lên xe đây. Bọn bay lên xe là lãnh, đi ra lãnh đường, lãnh tiền nè anh. Lãnh tiền anh đang đàn ác giang anh đang. Đi anh ơi. Anh đi xe sau thôi anh. Ừ, không đi lại trước, đi qua bờ hồ. Bộ hồ.
Đi đến mẹ rồi em đi. Mai Điên Bình thì chứ Mai Điên Bình luôn. Sáng sớm, sáng sớm đi Điên Bình là bắt đầu đón xe như vậy đã. 5 giờ dạ đi đây. Đéo đéo cái thằng về anh cướp cái giày nó ra nó đưa mình lên xe vậy. Tôi xin coi như là hoàn toàn. Đấy, bây giờ là coi như là dân chúng tôi biết bao nhiêu mà nó đưa thằng hai. Hai xe nó đưa hai xe đây nha. Về đó. Hả? Giờ ngồi thì nhận thế nào? Hả? À, cái loại khốn nạn. Toàn bộ là cướp. Đủ mẹ đi chó đi. Đi cướp toàn bộ, đi cướp của dân không? Mà đưa toàn bộ là công an Ninh Hải. Cái bọn bay là bọn hai đám nước đi, cốt xéo đi, bọn công an cốt xéo đi. Mày đừng có nhanh nhanh nhé, mày đi nhung nhung nó đâu. Cái đám anh cướp, mày đây mày không xuống lấy được cái đám anh cướp. Sáng ngồi đây. Con cái đi nước ngoài học. Cái này còn ghế nè, tiền nó đâu, lý tưởng của nó đâu, cái nhà nó ăn bao nhiêu một ngày, giờ nó là làm gì rồi, con cái xuống khoáng nói cái bộ này, bây giờ trời mưa, trời sắp mưa rồi, dân chúng tôi lên xe, chứ còn không phải là dân chúng tôi lên xe như thế này, trời sắp mưa, dân chúng tôi sợ ướt đau bệnh, đứa nào cũng là lòng xe hơi hết, tại giờ tôi nói còn bây giờ tại trời mưa nha. Trời sắp mưa nhưng bọn bay đứng đây là con bộ cái mặt nhà cái mồm mới lại nay lưu xuống quỉnh chủ tịch ủy ban nhân tỉnh anh thấy cái bọn lưu minh á, bọn lưu minh tao kia cái loại anh cướp đấy toàn bộ này anh cướp ngay coi như cướp đất cướp nhà của dân là bọn đây là bọn tham nhũng này, bao chi tham nhũng đấy hồi xưa cái bọn tao chi tham nhũng nó đứng đấy nó có một cái căn nhà ở ngay trường học Võ Thị Sáu rồi chưa nói là của chiền của nổi đây tôi là dân mà tôi công an coi như là ba cấp ngành công an phường cũng vậy đó nhà cửa luôn rồi 1-2 mê tuổi mà cách trước thôi phường thôi mà cũng đã 1-2 mê rồi thì ở giám đốc công an sẽ có giám đốc hoàng biết còn nhiều hơn vậy mà đi vậy mà đi dậy mà đây hơi đồng bào ơi, ta chiến thắng không bao giờ dân thất bại, dân lên khôn khôn khổ một lần. Dậy mà đi, dậy mà đây, dậy mà đây hơi đồng bào ơi, đừng tiếc nữa càng chạy khóc mãi. Dậy mà đây núi sông đang chờ. Dậy mà đi hơi đồng bào ơi, bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường. Dậy mà đi hơi đồng bào ơi. Dậy mà đi bà con ơi, có ai mất đất mất nhà nhà đây đám công viên cộng sản nó cướp có mình không? Chúng ta dậy mà đi đòi đất đòi nhà đòi công lý bà con ơi. Dậy mà đi hơi đồng bào ơi, ta chiến thắng không bao giờ dân thất bại, dân nên khôn khốn khó một lần. Dậy mà đi hơi đồng bào ơi, đừng tiếc nữa càng chạy khóc mây. Dậy mà đi núi sông đang chờ. Dậy mà đi hơi đồng bào ơi, bao nhiêu năm qua dân ta
nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường, dậy mà đây, dậy mà đây, dậy mà đây hai đồng bào ơi, dậy mà đây, dậy mà đây, dậy mà đây hơi đồng bào ơi. Trong ông ba miền chúng tôi đã đi đến bị công an đàn áp, có khi đã đưa lên xe, nhưng mà nhân chúng tôi trở lại không lên xe, nhưng mà xe này trời mưa làm dân mưa, chúng tôi phải đành lên xe ở giữa trú mưa, ở giữa nhà cầm quyền đảng cộng sản nó quá ác, tội ác như nhân dân chúng tôi ngày nào nhân dân chúng tôi canh đi, mà cái bọn này là cái bọn không còn gì nữa, chúng tôi không đường còn sống, nhân dân tôi khổ quá, đói quá, khổ, không tiền không bạc, không nhà không cửa, nhờ anh chị em cộng đồng, bà con trong dân trong cả nước hãy chia sẻ nhân dân chúng tôi mạnh mẽ mạnh hơn, nhà cầm quyền đảng cộng sản Trung Quốc xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi xin chào, một lời chào thân thương mến nhất. Các anh chị em đã chia sẻ cùng nhân dân chúng tôi. Xin chào mọi người.